Em nhún nhún ghế xem nào. Xem là ghế chịu được 13 kg của con không. Đúng rồi. Nhún nào. Em nhún nào. Được rồi. Em để mức thấp nhất em nhún một cái là nó chạm đầu rồi ạ. Trượt à? Tại em không đóng khóa vào mà. Em ngồi lên đi, em ngồi lại nào. Ngồi đâu? Con ngồi vào xong bố đóng khóa cho. Con to quá rồi, 2 tuổi rưỡi rồi, con ngồi à? Nhún nào. 14 cân rồi.